Thất bại trước U20 Indo của Sintayong, huấn luyện viên Đinh Thế Nam từ chức. Cuộc đọ sức giữa U20 Indo và Việt Nam diễn ra với tốc độ ngay sau tiếng còi khai cuộc vang lên. Với sự cổ vũ của hàng vạn khán giả, đội chủ nhà Indo là người chiếm ưu thế chủ động trên sân. Ngay từ phút thứ tư, Ronaldo dứt điểm một pha rất nhanh nhưng mà không thể đánh bại thủ môn Cao Văn Bình. Một cầu thủ U20 Indo khác thì băng vào đá bồi nhưng chưa có bàn thắng. Khoảng 20 phút đầu tiên, U20 Việt Nam không thể tổ chức tấn công. Các pha bóng đáng chú ý của Việt Nam là cú sút xa từ Khuất Văn Khang nhưng bàn thắng vẫn chưa tới. Dù vậy, ở khâu phòng ngự, các học trò của HLV Đinh Thế Nam đã làm tốt và giữ được sự tập trung. U20 Indo có rất ít cơ hội để tiếp cận khung thành U20 Việt Nam. Sau giờ nghỉ, U20 Indo vẫn là đội bóng chiếm ưu thế. Phút 61, cầu thủ U20 Việt Nam để mất bóng ở giữa sân. U20 Indo đã tổ chức tấn công nhanh, bóng đến chân của Ferdinand và cầu thủ này đã sút xa đẹp mắt đánh bại Cao Văn Bình, mở tỷ số đầu trận. Bàn thua này buộc U20 Việt Nam cần phải đẩy cao đội hình nhằm tìm kiếm bàn gỡ. Đúng 5 phút sau, U20 Việt Nam đã phản công ở tốc độ rất cao. Văn Khang đi bóng vượt qua hậu vệ đối phương trước khi thực hiện một đường truyền thuận lợi cho Thanh Nhàn để bóng cận thành gỡ hòa 1-1. Đây là một khởi đầu cho màn rượt đuổi tỷ số vô cùng hấp dẫn trong quãng thời gian cuối trận. Ở phút thứ 79, anh Tú đã có một đường truyền chuẩn xác cho Thanh Nhàn. Tiền vệ này chơi chắn rất hay trước khi có pha nhả bóng cho Xuân Tiến, bằng lên dứt điểm tỷ số là 2-1. Tuy nhiên, khi có được lợi thế, U20 Việt Nam lại không thể đứng vững trước sức ép của đội chủ nhà. Phút thứ 82, từ pha đá phạt góc của đồng đội bên phía cánh trái, trung vệ đội trưởng Ferrari đã bật cao đánh đầu gỡ hòa cho Indo. Sau đó 3 phút, Việt Nam đã thủng lưới đầy tiếc nuối từ một khoảnh khắc bất cẩm của hàng phòng ngự. Pha bắt bài không thành công của thủ môn Cao Văn Bình đã giúp cho Cindy dễ dàng đệm bóng cận thành, ấn định chiến thắng cho Indonesia. Chung cuộc, U20 Việt Nam nhận thất bại 2-3 và xếp vị trí thứ 2 của bảng F. Sau khi kết quả đã ngang ngũ, U20 Việt Nam không giấu nổi sự buồn bã và tiếc nuối. Các cầu thủ thất thần đứng nhìn U20 Indonesia ăn mừng chiến thắng, còn huấn luyện viên Đinh Thế Nam thì ngồi ôm đầu ở trên băng ghế huấn luyện. Có vẻ như là huấn luyện viên này thì đang suy nghĩ tới việc là từ chức trong cuộc họp báo. Tôi đã có quãng thời gian chuẩn bị kỹ cho giải đấu này, tuy nhiên hôm nay các học trò của tôi đã không làm tốt. Tôi đặt mục tiêu cho cả đội là một chiến thắng, hoặc ít nhất thì cũng phải kéo trận đấu tới là luân lưu, nhưng cả đội đã không thể làm được. Tôi biết là chúng tôi đã làm khán giả thất vọng và tôi xin chịu hết trách nhiệm cho trận đấu này. Các học trò, các cầu thủ là do tôi tuyển chọn và huấn luyện, do vậy thất bại là cá nhân tôi. Nếu U20 Việt Nam không thể vào vòng chung kết U20 châu Á, tôi sẽ từ chức để nhường vị trí cho một số người có thể giúp đội tuyển tiến bộ. Phát biểu của ông Nam ngay lập tức nhận phải nhiều ý kiến trái chiều. Nhiều khán giả bày tỏ sự thái độ khó chịu với vị huấn luyện viên này và muốn ông từ chức ngay lập tức. Ông Nam rõ ràng là đã làm không tốt, các điểm yếu của U20 Việt Nam không hề cải thiện. Trận thua này là đúng, huấn luyện viên Đinh Thế Nam có lẽ nên từ chức rồi. Tuy nhiên, những ý kiến từ vị khán giả ở trên thì chỉ chiếm số ít, còn hầu hết người hâm mộ Việt Nam lại không hề trách. Đá bóng thì có thắng có thua, chúng ta có cơ hội đi tiếp, không cần phải quá bi quan, huấn luyện viên đã làm hết sức rồi. U20 Indo chơi xấu xí, khán giả của họ thì cũng không ngừng gây áp lực, các cầu thủ của chúng ta còn trẻ và mất tập trung. Thua không sao hết, rút kinh nghiệm để sau này đá hay hơn là được. Thế Nam cùng với các học trò hãy cùng nhau cố gắng. Rất nhiều lời động viên và lời khuyên nhủ huấn luyện viên Đinh Thế Nam ở là với đội tuyển. Vì dù thua cuộc nhưng mà cơ hội đi tiếp của thầy trò huấn luyện viên Đinh Thế Nam thì vẫn rất rộng mở và thầy trò ông Nam có cơ hội làm lại từ đầu vì chúng ta đang là đội nhì bảng có thành tích tốt nhất trong các bảng đấu. Theo đó, ngoài 10 đội nhất bảng, 5 đội nhì đang có thành tích tốt nhất cũng sẽ giành vé vào vòng chung kết. Đến thời điểm này, trên bảng xếp hạng thì các đội nhì bảng, thành tích của U20 Việt Nam đã hơn với các đội U20 Yemen, Syria, Mông Cổ. Tại bảng G, đội đang đứng nhì bảng là U20 Oman, còn một trận đấu với Thái Lan, đội đầu bảng. Nếu mà U20 Oman thắng, Thái Lan đứng nhì với 6 điểm, hiệu số ít hơn cộng 4 thì chắc chắn kém Việt Nam. Nếu hòa, Oman có tối đa 4 điểm cũng không thể so sánh với thầy trò huấn luyện viên Đinh Thế Nam. Ở bảng Y, đội Tajikistan sẽ đối đầu với Campuchia. Nếu Tajikistan thắng, họ sẽ có 7 điểm, đẩy Lebanon xuống vị trí nhì bảng. Lúc này, Lebanon đang thi đấu xong 3 trận, có 6 điểm và hiệu số cộng 2, chắc chắn kém Việt Nam. Nếu bất điểm trước Campuchia, Tajikistan sẽ chỉ có tối đa 5 điểm, vẫn kém Việt Nam. Như vậy, gần như đội tuyển Việt Nam sẽ có vé đi tiếp và huấn luyện viên Đinh Thế Nam sẽ còn cơ hội để chứng minh sức mạnh của mình. Còn về phía ông Sintayong và U20 Indo, họ đã cầm chắc tấm vé vào chung kết U20 châu Á trong tay và giờ đây họ đang gáy hết công suất với chiến thắng này. Huấn luyện viên Sintayong nói,
Cuối cùng thì chúng tôi cũng đã có được điều mà mình muốn trong suốt thời gian vừa qua. Chúng tôi đã đánh bại được U20 Việt Nam trả món nợ U19. Đó là một phần thưởng xứng đáng cho các cầu thủ của chúng tôi. Chúng tôi sẽ dành đêm nay để ăn mừng chiến thắng. Trong khi đó, khán giả Indo có vẻ như là phát điên vì thắng được Việt Nam và có những hành động quá khích. Họ đã cởi quần áo để tắm bia ngoài đường phố, còn trên mạng xã hội thì họ cũng tuôn ra những lời nói chế giễu mỉa mai các cầu thủ Việt Nam. Có thể thông cảm cho sự vui mừng của họ khi mà bấy lâu nay ở mọi cấp đội tuyển, mỗi khi mà đối đầu với Việt Nam thì họ lại ôm hận. Hãy để cho họ thỏa sức về sức mạnh ảo tưởng của mình trong một thời gian, vì chúng ta đã khiến cho họ ôm trái đắng quá nhiều rồi. Chuyển qua tin tức về một đại diện khác của Đông Nam Á, đó chính là U20 Malaysia, là đương kim vô địch của U19 Đông Nam Á, nhưng Malaysia lại không có cơ hội để vào đá chung kết U20 châu Á. Thầy trò huấn luyện viên Guara đã lên ngôi vô địch hoành tráng tại giải U19 Đông Nam Á khi mà đánh bại ứng cử viên Việt Nam 3-0 ở bán kết rồi vào chung kết thắng Lào 2-0. U20 Malaysia bay sang Mông Cổ mang đầy niềm hy vọng có vé tham dự Uzbekistan. Tuy nhiên, U20 Malaysia đã để thua Hàn Quốc 2-6 và chính thức khép lại giấc mơ tham dự vòng chung kết U20 châu Á. Bảng E vừa kết thúc 3 lượt trận. Theo đó, U20 Hàn Quốc toàn thắng 9 điểm, đội chủ nhà Mông Cổ có 4 điểm và hiệu số bàn thắng như Malaysia, tức là âm 1. Tuy nhiên, so tới yếu tố thứ 3 thì Malaysia thua tổng số bàn thắng Mông Cổ ghi được 7 bàn để thủng lưới 8 bàn, còn Malaysia thì ghi được 6 bàn và để thủng lưới 7 bàn. Mông Cổ chờ về vớt, còn Malaysia thì đứng thứ 3 đã hết cơ hội. Mấu chốt của U20 Malaysia là trận đấu ra quân. Họ đã bị đội chủ nhà Mông Cổ đánh giá dưới cơ rất nhiều nhưng cầm hòa 1-1. Với trận hòa này thì cánh cửa tham dự vòng chung kết U20 châu Á đã đóng lại hơn 2/3 đối với nhà vô địch U19 Đông Nam Á. Thay cho huấn luyện viên Guara, sang trận thứ nhì, Malaysia đã đánh bại đội yếu hơn Sri Lanka 3-0. Tuy nhiên ở trận cuối cùng là hòn đá tảng quá to, ông kệ Hàn Quốc nên Malaysia chẳng trông chờ nhiều. Và lượt trận cuối cùng cũng đã kết thúc vào chiều ngày 18 tháng 9, Hàn Quốc đánh bại 6-2 để có 3 trận toàn thắng lên ngôi nhất bảng E. Đồng thời là đội đầu tiên vượt qua vòng loại U20 châu Á. Có lẽ U20 Malaysia thì chỉ biết trách mình. U20 Malaysia là một đội bóng mạnh, tuy nhiên ra trận đầu quân thì họ đã để Mông Cổ cầm hòa và cửa đã đóng ngay sập từ lúc đấy. Bây giờ thì họ phải xem Thái Lan, Indo và Việt Nam bay cao tại đấu trường châu lục vào năm sau.